Hello các bạn. Thì mình các bạn thấy rồi đó. Này. Mình sẽ giới thiệu về cái cây Vạn Niên Thanh này. Vạn Niên Thanh bây giờ bên mình thì có rất là nhiều loại. Đó. Đây. Và nhìn nhà Vạn Niên Thanh này là một trong những loài cây cảnh mà được nhiều người và nhiều gia đình yêu thích. Đấy. Thì bây giờ bởi vì cái vẻ đẹp của nó này, bởi vì cái vẻ đẹp của nó nên là nó và cái vẻ đẹp mà nó mang lại này, ý nghĩa mà nó mang lại này. Đấy. Thế nên là bây giờ mời các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu về năm cái tác dụng của cây Vạn Niên Thanh này mà chúng ta không thể bỏ qua được. Đó. Thứ nhất là về nguồn gốc này, thứ hai là về tác dụng. Và thứ ba là về ý nghĩa, thứ ba là những câu hỏi thường gặp của các bạn khi gặp vấn đề về cây đó. Thứ năm là về cách trồng chăm sóc đó. Vạn Niên Thanh này thì với tuổi thọ khá là lâu. Tuổi thọ khá là lâu và mùa lạnh lá không héo úa nên được coi là một loài cây cắt tường ưu chuộng và được sử dụng rộng rãi. Đặc biệt là khi dùng cây Vạn Niên Thanh này trong ngày lễ Tết ấy, với ý nghĩa là mang lại sự sung túc này. Trong ngày lễ và ngày Tết sẽ mang lại sự sung túc ở trong hôn nhân và giống như là cái cầu chúc lời như ý này. Trong lễ một mừng thọ thì sẽ là câu chúc sống lâu đó. Vạn Niên Thanh là một loài cây của Araki và có nguồn gốc từ Colombia và Brazil. Thì ngoài loại cây này thì còn có cái tên gọi khác, nếu khi giống như là gì nhỉ? Vạn Niên Thanh hoa này, Vạn Niên Thanh này. Đó. Vạn Niên Thanh là một loài thuộc dòng giấy này và mọc thành từng cái cụm lá với lá màu xanh làm chủ đạo đó. Với cái sự xanh tươi và trẻ trung thì sẽ làm cho không gian của bạn nó xanh mướt hơn, nó với tính đặc thù là về cái tính đặng về tính cái ưu bóng rơm này. Thì thời tiết mát mẻ nên bạn có thể trồng chúng ngay trong nhà mà không có lo về vấn đề là ánh sáng của cây đó. Vạn Niên Thanh này thì có tới 50 loại cơ. Tuy nhiên thì hiện nay có hai loại phổ biến là Vạn Niên Thanh bẹ và Vạn Niên Thanh lá đốm. Lá đốm đây đúng không các bạn? Vừa xanh vừa vàng đúng không? Đấy. Cái loại này cũng là Vạn Niên Thanh nhưng mà hay người ta hay gọi là trầu bà sữa ấy. Cũng là đốm đốm như thế này. Và mình có một loại đây nữa các bạn ơi. Một loại cây mà nó rất là non luôn ấy. Lá của nó xanh mướt luôn. Đó, rất là xanh mướt nha các bạn. Thì đấy là có mấy loại như thế. Ngoài ra thì có một số loại khác như kiểu là Vạn Niên Thanh mép vàng này, là Vạn Niên Thanh mép trắng này. Và một số loại phổ biến như kiểu là lá to lá nhỏ này, mọc lùn các thứ này. Gần đây thì có cái loại Vạn Niên Thanh đỏ mà đang được nhiều người yêu thích. Có màu sắc độc lạ đó. Bắt mắt rồi những phù hợp với ngày Tết. Cái này thì cái này cũng giống như kiểu cây Vạn Niên Thanh đỏ thì giống như cái cây vạn lồng đâu, y hệt luôn, đẹp. Vạn Niên Thanh thì trang trí trong không gian nhà này, cái tác dụng của nó là có thể trang trí ở không gian nhà. Trang trí trong không gian nhà. Không để trang trí cho không gian nhà cửa này, góc làm việc này và để tạo được không gian và môi trường tràn đầy sức sống. Vạn Niên Thanh còn có tác dụng là cây này có thể lọc sạch không khí này, Vạn Niên Thanh có thể chữa bệnh nữa nhá. Và
và ý nghĩa của vạn niên thanh này là một trong cái số ít loại cây mà đem lại cái sự may mắn thịnh vượng cho gia chủ. Và vì vậy ngoài cây này được dùng để làm quà biếu cho một mối tình đặc biệt như là năm mới báo hỷ hay là mừng thọ mừng tuổi, thì mỗi năm ước cầu cho gia chủ được may mắn sung túc. Và những câu hỏi mà thường gặp ấy, đó là vạn niên thanh này hợp tuổi gì nè, hợp với mệnh gì, thì mình xin trả lời các bạn luôn là vạn niên thanh này hợp với mạng thủy nha và mệnh kim. Thì bởi vì cái màu sắc trắng xanh độc đáo này của nó ấy, đặc biệt là cây rất phù hợp với nam nữ tuổi thìn. Ví dụ tuổi thìn thì trồng vạn niên canh này trong nhà sẽ giúp cho công danh thuận lợi này, hóa giải không xét khí và luôn là gặp may mắn sung túc, và điều này sẽ là nhiều điều cắt tường đó. Thứ hai là câu hỏi mà hỏi vạn niên thanh này có độc hay không đó. Thì trên lá của vạn niên thanh này có chứa cacium oxalate đó. Thì cái loại chất này thì đặc biệt nó không được nhai và tiếp xúc phần nhựa của lá, vì phần nhựa của lá mà lỡ mà có ăn phải thì sẽ gây bỏng rát và viêm mạc miệng, và tiếp xúc với da sẽ gây bị dị ứng và khó thở này. Và vạn niên thanh này có ý nghĩa gì thì mang lại sự sung túc này, trong hôn nhân thì sẽ là cầu chúc như ý này, trong lễ mừng thọ sẽ là chúc sống lâu. Nên là tặng vạn niên thanh này theo phong thủy thì giống như là kiểu là chúc cho gia chủ của mình có nhiều tài lộc này, may mắn này, và như một lời chúc cho gia đình hạnh phúc. Nên là cây thường được nhiều người chọn dùng để làm quà tặng biếu này trong những dịp lễ. Về cách chăm sóc thì vạn niên thanh này là một loại cây trang trí rất là phù hợp, vừa tăng cái tính thẩm mỹ này ở cho không gian mà vừa mang ý nghĩa cát tường. Để chăm sóc được cái vạn niên thanh này thì rất là dễ thôi. Về việc tưới nước thì các bạn chỉ cần tưới cây ưa ẩm này, và sợ khô hạn nên là chúng ta cần phải xịt phun sương vào lá và vào đất mỗi ngày để cây được xanh mướt này. Tuy nhiên thì chỉ cần tưới lượng nước vừa đủ để cho đất nó ẩm và có thể nuôi được cây thôi, và không tưới nhiều vì sẽ gây thối rễ nha các bạn. Và bón phân định kỳ 6 tháng và 9 tháng. Về tỉa cây thì chỉ cần tỉa bớt cái lá mà già đi, tạo cái điều kiện để cho cái lon nó phát triển tốt là được rồi. Về việc nhân giống thì các bạn muốn nhân giống thì các bạn nhân thôi. Về cây vạn niên thanh này có thể tách bằng tách cây hoặc là có thể dâm cành mà. Về cách chăm sóc thì bạn chỉ cần chăm sóc bằng đất ấy. Thì bước 1 thì chỉ cần cái cây phát triển tốt thì bạn trộn đất và các nguyên liệu sơ dừa chấu để có thể hợp với tỷ lệ về 1 đất và 2 chấu là được. Bạn có thể để cây vào chậu nè, sau cho phần rễ thấp hơn cái phần miệng chậu và băng 3-5cm. Ngoài ra thì bạn có thể trồng thêm cây hạnh phúc, được xem là một trong những loài cây phong thủy này, một lá bùa may mắn cho những ai sở hữu cây hạnh phúc này. Đây là cái cây hạnh phúc bạn ơi, bạn có thể trồng thêm một cái cây hạnh phúc và cây vạn niên thanh này cùng với nhau cũng được, sẽ giúp cho mình được phong thủy này, như kiểu là một bùa hộ thân này, bùa may mắn cho những ai mà sở hữu hai cái loại cây này trong nhà. Đó. Thì trên đây cũng là toàn bộ những cái thông tin liên quan đến cây và cái công dụng ít ai có thể ngờ tới của vạn niên thanh. Hy vọng là các bạn có thể
góp ý này, các bạn có thể giúp mình bổ sung thêm một số lượng kiến thức về các loại cây này để có thể tận dụng những cái phát huy và những cái công dụng mà nó mang lại cho chúng ta đó. Mà các bạn muốn sở hữu cái cây này thì bây giờ các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại hotline mà mình để trên tường ấy, để mà mình có thể tư vấn và giúp giải quyết những cái thắc mắc của các bạn. Thì các bạn có thể liên hệ hoặc có thể qua trực tiếp showroom 39 cây đời ở 39 Trần Bình, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, để mà mình có thể tư vấn trực tiếp và các bạn có thể xem tận mắt nhé. Hello, cảm ơn các bạn nhiều.